Thấy con bạn thân được anh bồ tặng trang sức, tôi liền nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Chồng ơi! Dạ! Chồng thấy trên cổ em có cái vòng không? Không ạ. Thật á? Thật sự có một cái vòng kim cương sáu lấp lánh nào à? Không ạ. Thế thì anh vẽ cho em một cái đi. Em chắc không? Dạ Ion luôn. Đi. Nào nhanh lên, người ta đang vội. Vội cái gì, xem thôi. Đợi đến 24 tháng 11 là Black Friday, sale bất chấp vui bất tận ở Ion rồi. Hôm đấy vợ cứ tất tay, 11 giờ đêm Ion mới đóng cửa cơ. Đi. Anh ơi, nhỡ hôm đấy em tất tay quá anh có buồn không? Hôm nào em cũng tất tay mà, có phải riêng hôm đấy đâu. Cứ thoải mái cho anh đi. Riêng hôm đấy cứ quậy tớ đến. Cái gì cũng xịn lại con sale lớn. Ví dụ đồng giá 30 cành trên một sản phẩm, 146 cành một chiếc. Quần jean thường ngày 391.000. Hôm nay có bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? 299k. Không có điều nào được sale á? Ôi giời ơi. Ở đâu? À, ở và trong bếp trên bàn trước cửa sofa. Rất nhiều thương hiệu giảm giá tới 50%. Ví dụ như quầy ẩm thực Top Value này. Chưa kể, bill ai dài nhất là có giải thưởng hấp dẫn dùng tới tận tay mình luôn. Thế lo có người view dài hơn mình có này sao? Thua kèo này mình bày kèo khác. Hôm đó tổng đơn có 2 số 6 là mình đã được voucher 50 cành rồi. Chính ra mình cũng đâu có thiệt. Chị ơi chị, ở đây có hoàng tử à chị? Em là công chúa này. Không phải đâu em ạ, đây là chương trình bên chị. Tìm hoàng tử và đọc đúng mật mã sẽ được phần thưởng bất ngờ từ hoàng tử Ion. Ngoài ra với Lucky Draw, em sẽ có cơ hội trúng giải thưởng hấp dẫn với hoa đơn cộng gộp chỉ từ 2 triệu. Hôm nay chị nhớ ưu tiên cho em dưới trước nhá. Em là em thích quà lắm ấy.